em thì bây giờ mình sẽ tiến hành qua chỗ xe của Sài Gòn Car Audio. Thì hiện tại thì chắc là chiếc này sẽ thi đầu tiên đây. Anh em bu khá là đông. Mình sẽ cùng đi vào. Chiếc này thi đầu tiên à? Thi đầu tiên luôn. Ồ, em đang quay video đây Kim Car Audio. Ủa anh. Đây anh Phú, người thầy đầu tiên của bên Thuận Ý Car Audio. Dạ. Đây cameraman. Cameraman. Hồi tối em cân chỉnh em với anh Thơm tới 2 giờ sáng. Qua 3 giờ mới ngủ. Bây giờ chưa đâu mà đâu hết. Dạ. Qua bên anh cũng mới cân chỉnh giờ sáng. Rồi bây giờ là quang cảnh đi thi của chiếc xe thi. Mình xin lỗi nha. Chiếc xe sẽ thi show. Thì hồi sáng mình đã nói rồi, thì bây giờ ban trọng tài cũng như là các anh em đang tiến hành ở đây. Ở đây là có một số các anh em sẽ đang tiến hành là kiểm tra sơ bộ lại. Thì ở bên này thì là cái booth gian hàng. Thì thực sự ra mà nói thì mình cũng làm hàng của DB Ride. Đây, một trong những cái sản phẩm của DB ha. Cảm ơn các anh em đã xem qua video này. À, ở đây là chú Quý. Chú Quý kỹ thuật của Sài Gòn Car Audio đang tiến hành là chuẩn bị sơ lược về cái booth này. Quay qua một vòng em. Đây thì là khách tham quan ở ngoài. cùng đi quay quanh một vòng. Ủa không đi thi anh? Mình cùng xem thử là đi thi thì như thế nào nhé. Ở hạng mục thi show, thi bùm bùm. Em có cảm nhận gì thì có thể nói là. Đây là cái này là công tác chuẩn bị trước khi thi, chuẩn bị xe này sẽ vào thi nè, sẽ đưa xe lên và sẽ đo khoảng cách 5m và trọng tài sẽ đứng ở đằng kia, đằng xa xa kia. Hiện tại là anh Phú của Sài Gòn Car Audio đang đứng ở gần trọng tài cũng như là các anh em. Rồi mình sẽ tiến hành đi ra ngoài đó nha em, cameraman. Đi. Wow, khá đông. Đó, để quay. Em có thể là em sẽ phải em quay vào bên cái chỗ ban tổng tài với lại anh Hoàng Kim Phú. Anh nè. Nếu mà em có thể hơi đông đúc. Đây đang quay. Đây SBL. Cầm cái dù cho anh đậu. Đó thông tin chuyện người Thái. Thông tin chuyện người Thái cái thằng đúng rồi. Sorry, mọi người xin phép giãn ra một chút ạ. Mọi người xin phép giãn ra một chút ạ. Giãn ra đằng sau ạ. Chỉ có media với trọng tài đứng thôi. Giãn ra đằng sau một chút ạ.
đây là hiện tại anh Phú đang đứng dưới lại ban trọng tài như cái anh em chuyên gia. Cuối cùng ai thi? Em chẳng biết nữa. Thí sinh đã căn chỉnh xong và đã chuẩn bị xong thì trọng tài sẽ đứng vào vị trí là cách xe 5m. Ok. Ban trọng tài đây. Anh mặc áo okay trắng thì xin và điều khiển xe sẽ bắt đầu để đánh track số 11, xin lưu ý. Thì chưa có nhóm nhảy không thì anh này thấy quen lắm. Do thí sinh chọn thì mới là nhảy. Ok, Mark. Please go ahead. Anh là điều khiển xe thì có thể đánh track 11. Let's go. Có vẻ ăn nhậu anh. Quay về đâu đi. Ban trọng tài cũng như anh Phú và các anh em. Đó là chi? Tổng thái này là China. Là chuyên ESQL bên Thái Lan. China. China Show. Park Thon. Park Thon. Park Thon. Trời, nó được tiếng Việt, ông Bác Toan nói được tiếng Việt đấy. Không, mà em hiểu sơ sơ thôi. Phải phiên dịch người Thái. Hát thì anh Phú bày bài diễn này. Sao em ơi? Let's go! 2, 3, 2, 1, go! Thank you.
bài này không có thu hút đám đông mình được. Người Việt Nam của mình không có hiểu cái cách chơi giữa SQL và những cái bài này nó thật sự chất lượng. Ai biết rồi. Bắt đầu lên. Giống nhạc điện tử anh hả? Thì đó là nhạc điện tử mà. Nó làm cái bài này thể loại nhạc điện tử rất hay. Tiếng nó mộng, nó trong. Trời ơi, coi tiếng mình nó thở kìa. Còn tao đang quay á, ông ơi. À, xong rồi. Thấy mặt mình đâu dạ. Đang vòng tay. Tuyệt vời. Xin cảm ơn tiết mục của bên Sài Gòn Audio. Xin lỗi mình đã ho. vừa mới thi xong cái hạng mục SQL. Vừa chấm xong thì mình sơ lược qua thôi, bởi vì là có 2-3 chiếc xe nữa. Livestream chưa? Tuy nhiên thì ở đây thì hồi nãy có anh Thành của Rao Zero phân tích về cái xe này, một cái xe rất là đỉnh. Trọng tài sẽ comment và cả comment thí sinh về vấn đề hoặc là những cái nhận xét về cái bài biểu diễn vừa rồi. The wrong track too. So at the end, we just find the track. In general, though, the. I wish you informed earlier that which track is yours for the. It's on score sheet already. Yeah. It's on score sheet. Yeah. Track 11. Yes. It's okay, but in general, even if you choose for track 11, it should still. It's engineered by the same person. Even between track 10 and track 11. If you want, we can. What precise are you doing? Even before, the general advice was to try to choose for the time, not just one track. Yeah, you can track 10 and track 11. And then you're also tuning for your own track. So it should sound good. Yeah, yeah. And I think even if we change between the first track and the track, the something is already there, right? But even so, the mid-range is the same thing. So even between the two tracks, the same thing. For the sound. Thì trọng tài sẽ giải thích cho thí sinh trong vòng 5 phút là có hệ thống âm thanh xe hơi có những điểm yếu và điểm mạnh gì. Xong. Vừa rồi vừa là phần thi của Sài Gòn Audio với hệ thống ESQL của anh Hoàng Kim Phú, cũng như là các anh em đã xem sơ lược qua, thì mình sẽ không quay về cái hạng mục này nữa và sẽ quay về cái hạng mục chính của cửa hàng mình. Rồi một nữa là trân trọng cảm ơn các anh em. Thì ở đây là để nghe, gọi là thứ nhất là đây là CEO của mình. Thứ nhất là về cái hạng mục này, có nghĩa là nghe to, hay và rõ ràng từng chi tiết và sự cân bằng. Hồi nãy có nói về cái sự cân bằng giữa ba giải Mid, Bass, Rap. Và cái sẽ thi bằng một track EMA và một cái track mình tùy chọn để phản ánh được đúng cái giá trị thật sự của chiếc xe, chứ không phải là chơi bum bum rầm 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 là theo đúng tiêu chí đâu nhé. Mình sơ lược qua cho các anh em mình cùng hiểu và biết về cái này, để mà mình có một cái tiêu chí nào đó để mà đánh giá một con xe độ
Thứ nhất là nghe to và rõ ràng và rất là hay. Trân trọng cảm ơn các anh em đã xem qua video này. Mình xin phép được tắt cái video nha. Wow. Hiện tại thì anh trọng tài ảnh đã bước ra khỏi con xe Peugeot rồi em. Thôi, bây giờ mình di chuyển ra phía đằng sau nha. Di chuyển ra phía đằng sau đây em. Đây đây đây, em ra ngoài đây đi. Thì ở đây thì có mấy anh em media từ rất là nhiều cái phương tiện truyền thông đến tề tựu về đây để quay phim. Em sáng giờ âm nhạc có sôi động không? Có anh, rất là hoành tráng luôn ấy. Nói chung là anh chờ cũng rất lâu rồi. Cái con này đáng lý là mình sẽ thi vào lúc khoảng 12 giờ, bây giờ trễ đến 2 giờ rồi. Trừ ra khoảng tiếng là trễ 1 tiếng đấy. xin lỗi nha. Thì bây giờ trọng tài sẽ tiến hành phân tích và số điểm số và sẽ cho gọi là cái người chủ xe như thí sinh sẽ ký vào trong cái bảng. À thì sau khi ký vào trong cái bảng thì sẽ xác nhận xong thì là xong. Thì sau đó thì mình sẽ thi danh cái hạng mục best of sound. Thì theo khung giờ thì khoảng 2 giờ 2 rưỡi là sẽ thi ba con xe luôn. Thì hiện tại thì con này sẽ được chấm 3.000 trước. Còn anh Bo Trong Hy á, cái anh trọng tài người Malai á, anh sẽ chấm best of sound, hình như là sẽ đi từ trên kia xuống đây luôn. À thì mình sẽ cho phép ảnh chấm theo từng cái hạng mục. Rồi, các anh em cùng chờ xem nha. Rất là hồi hộp luôn. Bây giờ trọng tài ổng là người Việt. Trọng tài một cái điều đặc biệt của năm nay á, trọng tài là người Việt Nam, là anh Châu của bên Autobiz sẽ là một người chấm điểm ở hạng mục SQ 3.000 euro, hạng mục gọi là khởi đầu của âm thanh xe, về cái việc chơi âm thanh nghe trong xe cho hay. Anh chấm bởi vì là lần đầu tiên thì anh chấm rất là kỹ càng ở trong cái khâu chấm điểm. Wow, anh em bu rất là đông. mình đứng ngoài nắng nãy giờ rất là nhiều nên là hơi ho, mong quý vị và các bạn thông cảm nha. Rất là khó chịu khi mà nghe tiếng ho như vậy, mình rất là hiểu luôn. Wow, tới xem thử nha. Rồi bây giờ chấm điểm rồi, thôi bây giờ mình sẽ bước ra đi em, ra đi. Bắt đầu mình sẽ bước ra và mình nhờ một anh media để quay lại mình khoảnh khắc cho nó thú vị hơn với cái máy cơ, nó sẽ rất là ok. Rồi em tự do nha. Sắp tới thì trọng tài sẽ tiến hành chấm điểm con xe của mình, con Grand E10. Thì anh Châu thì sẽ tiến hành đến để chấm điểm chiếc xe của mình. Đây. Chuẩn bị rồi, anh đi bây là 18, dưới là 20 anh. Anh dựa cái lưng ghế, anh vô cái đầu, vô cái ghế dưới đây nữa nè. Ok. Anh chuẩn bị, 3 phút đi chuẩn bị. Mất volume. Mất volume director. Rồi, bây giờ thì trọng tài đang hỏi kỹ thuật là về cái vấn đề... Volume. Volume của đi bây là... 2 đúng không? 8 này, full A3 luôn. Còn volume của đầu đĩa là 20. Của DVD là 20 anh, còn DSP là 18. Cái này em dùng cái UTX mà không tám anh. Là 20 đúng không? Dạ đúng rồi, 20. Ok, em test được chưa? Dạ, anh mời anh đi. Rồi ok, bây giờ thì giám khảo đã vào rồi. Mình sẽ tiến hành để cái không gian riêng tư nha. Cảm ơn các anh em đã xem qua. Bây giờ trọng tài bắt đầu hỏi gì đây thì mình chưa rõ. Ok, chỉ là mới là hỏi thôi chứ chưa. Hiện tại thì mới hỏi về một số kỹ thuật. Trọng tài sắp ra rồi em ơi. Hello em, trọng tài chuẩn bị ra rồi. Đây là cái chiếc xe mà mình thi đấu đầu tiên. Thì sau cái hạng mục này mình sẽ thi best of sound một lần 3 xe.
và một chiếc xe của anh Paul, anh Đạt ở Nha Trang thì sẽ thi hạng X Unlimited. Thì nói chung là mình sẽ quay ghi hình ở cái hạng mục 3000 và best of sound của một trong ba con xe để mang đến cho quý khách hàng cái nhìn chân thật nhất. Ok, rồi cùng chờ anh Châu, anh sẽ bước xuống và sẽ trao đổi với lại anh kỹ thuật trưởng cửa hàng mình, Mai Ngọc Thơm. Anh ấy đang phong thái rất là sẵn sàng đón nhận những cái gì đó. Đây, hiện tại đang... Theo anh thì anh nghe nó từng cái cao quá nhiều, cho nên nó kéo theo cái lỗ mic nó xuống cho mình hơi bị chậm. Nhưng mà bù lại á, cái bài số có như là cái phần mà left right này nọ, cái đẩy cao nó thể hiện rất là rõ, nghe rất là đầy đủ luôn. Nhưng mà qua tới cái ngang cái phần là bài số 9 á, bài số 10 và số 11, nghe cái dãy cao nó quá nhiều, nó lớn rất là cao. Nhưng mà bù lại một cái là cái phần mid bay và sức em làm rất là tốt. Bay và sốc em đánh rất là cao, tăng số 10 thì anh cũng tăng lên tới 4 dB. Dạ, 4 dB. Anh còn lên tới 4 dB nhưng mà nó cũng ok. Rồi, cảm ơn anh. Phần lên phần mid bay, nhưng mà phần hai VNC này thì lúc đầu anh cho mình chính diện thôi, nhưng mà sau này anh nghe là bằng 11 anh thấy ok. Cảm ơn anh. Cái phần bởi vậy, cái phần mid bay anh đánh giá rất là cao là cái tăng số 10. Dạ. Anh tăng lên mà nó ok. Rồi. Ok. Đây, để cái bản vô trong đi. Thành cái này mình có thể lấy được cái bản sơ khô mình sử dụng bình thường luôn. Cái này còn thì cái này mình sẽ làm. Cái lắp đặt này. Tránh nha. Bảo vệ loa. Phần bản đáng hoàn thành hết toàn bộ. Dạ. Thì tổng thể rất là tốt. Tốt. Dạ rồi, cảm ơn anh chào. Không có bản đặt. Em có ý kiến gì không? Dạ, anh góp ý cái phần mic 2 thì em ghi nhận, thì cố gắng